Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Sở Công Thương Bắc Cạn tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho gần 200 cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung xây dựng, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu xúc tiến thương mại một cách đồng bộ, toàn diện, phát triển các nền tảng số, ứng dụng số nhằm hỗ trợ khai thác dữ liệu, kết nối thị trường, dựa trên thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn tổ chức cái lớp tập huấn này, tôi thấy rằng là việc tốt nhất để chúng tôi các cán bộ công chức của một số ngành cũng như là của Sở Công Thương nắm chắc được cái việc tác dụng của cái việc chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại này và qua đó trau dồi kiến thức và làm thế nào đó các cán bộ công chức của ngành công thương cũng như một số ngành ở trên tỉnh Bắc Cạn là trở thành những người nòng cốt để là lại người truyền đạt tiếp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thêm một vài lớp nữa và nhiều lớp nữa để cho đưa cái chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại này đi vào được với lòng dân, đặc biệt là các cái doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn hiện nay đang có các cái sản phẩm OCOP tốt. Thực hiện cái quyết định số 1968 của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho giai đoạn 2021-2030. Thì vừa rồi thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã ban hành cái kế hoạch thực hiện cho cái quyết định này. Và trong cái thời gian tới thì Cục Xúc tiến Thương mại thì được giao nhiệm vụ là hỗ trợ cho các địa phương là nâng cao năng lực và triển khai cái quyết định này. Thì dự kiến từ nay cho đến cuối năm thì chúng tôi sẽ triển khai tổng cộng là 8 cái khóa huấn luyện cho các đơn vị ở trên các địa bàn. Cụ thể thì dự kiến là chúng tôi sẽ triển khai 3 khóa tại miền Bắc, 2 khóa tại miền Trung và các khóa còn lại tại các tỉnh miền Nam và Tây Nam Bộ. Thì mục tiêu của chúng tôi là tập trung hướng đến là hướng dẫn, huấn luyện và tư vấn cho các sở công thương, các trung tâm xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan về cách thức. Thứ nhất là làm thế nào chúng ta hiểu được cái hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, đó là một trong những nội dung chính ở trong cái quyết định số 1968. Các nền tảng cũng như là những các cái nghiệp vụ liên quan đến trong hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Và đặc biệt là chúng tôi trong cái giai đoạn này, tức là từ nay cho đến cuối năm là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho, chúng tôi đặt mục tiêu là hướng dẫn cho 8 địa bàn, tức là 8 tỉnh, trong đó có 8 sở công thương và các trung tâm xúc tiến thương mại là có thể vận hành thành thục cái hệ thống thông tin quản trị xúc tiến thương mại, nó là cái hệ thống lõi trong cái hệ sinh thái xúc tiến thương mại số này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được tham gia một lớp tập huấn nghiệp vụ về chuyển đổi số, trong đó có tập trung về cái chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Phải nói rằng đây là một cái nhiệm vụ rất là bổ ích đối với chúng tôi trong quá trình quảng bá giới thiệu sản phẩm cũng như là bán các loại hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nông sản cho người dân và địa phương từ sau này. Thông qua lớp tập huấn thì được các anh các chị ở trung tâm công nghệ thông tin cũng như là các bạn học viên chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm hay, và đây cũng là một trong những cái cách thức để sau này chúng tôi thực hiện các cái bước để chuyển đổi số các lĩnh vực còn lại ở địa phương trong đơn vị. Được biết, Bắc Cạn là tỉnh đầu tiên triển khai chương trình này nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ quan xúc tiến thương mại thuộc tỉnh tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và trên 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, hoàn thiện được cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm hình thành, kết nối, liên thông với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, đặc biệt tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp xúc tiến thương mại và các ngành hàng tiềm năng của tỉnh. 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ trên 300 lượt doanh nghiệp hoạt động trên nền tảng kết nối, 25% số lượng hội chợ, triển lãm, lớp tập huấn được tổ chức trên môi trường số, 100% cơ quan xúc tiến thương mại thuộc tỉnh tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và trên 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.